Thưa quý vị, như vậy là sau gần 30 năm thành lập, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã qua 6 kỳ đại hội và đang ở điểm xuất phát của nhiệm kỳ thứ 7. Mỗi nhiệm kỳ, mỗi giai đoạn của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có những dấu mốc riêng, gánh vác trọng trách và thiết lập giá trị khác nhau, song đều là sự kế thừa tiếp nối một hành trình chung. Đó là xây dựng phát triển Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về kinh tế biển. Trước thềm nhiệm kỳ thứ 7, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những dấu mốc quan trọng của các kỳ đại hội. Trong bối cảnh một tỉnh mới thành lập với vô vàn khó khăn, nhất là khó khăn do khủng hoảng kinh tế trong nước, và việc thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tạo nền tảng cho ngành công nghiệp mới, giữ vai trò động lực kinh tế quốc gia là dầu khí, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ nhất nhiệm kỳ 1992-1995 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 4 năm 1992. Phương châm của đại hội là trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết. 320 đại biểu tham dự đại hội. Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát toàn nhiệm kỳ là phấn đấu xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có nền kinh tế phát triển theo cơ cấu công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, từng bước ổn định, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Sau năm 1995, khủng hoảng kinh tế trong nước dần phục hồi, tạo tiền đề cho bước chuyển công nghiệp hóa hiện đại hóa. Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã từng bước khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp dầu khí quốc gia. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 2 được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 5 năm 1996. Nhiệm kỳ 1996-2000 có mục tiêu tổng quát, phát huy mạnh hơn nữa các nguồn lực, tiềm năng tại chỗ, đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Cùng cả nước đạt bước phát triển cao hơn vào đầu thế kỷ 21, đại hội có 350 đại biểu chính thức. Ở dấu mốc chuyển giao giữa hai thế kỷ 20 và 21, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2000-2005, tổ chức trong 2 ngày 3 và 4 tháng 1 năm 2001. Dự đại hội có 349 đại biểu. Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2000-2005 được thông qua tại Đại hội 3 là phấn đấu đến năm 2010, Bà Rịa Vũng Tàu cơ bản trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch và khai thác hải sản của khu vực và cả nước, một thương cảng quốc gia và quốc tế. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 4, nhiệm kỳ 2005-2010 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 12 năm 2005 theo phương châm đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo. Thời điểm này, tốc độ phát triển kinh tế xã hội trong cả nước đang rất nhanh, mạnh, mang lại nhiều cơ hội cho Bà Rịa Vũng Tàu vươn tầm. Đại hội triệu tập 300 đại biểu chính thức. Nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 4 xác định mục tiêu tổng quát tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệp mạnh về kinh tế biển với hệ thống thương cảng quốc gia và quốc tế, làm một trong những trung tâm công nghiệp và dịch vụ du lịch hải sản của khu vực và cả nước. Khủng hoảng kinh tế theo chu kỳ của thế giới tác động sâu rộng đến kinh tế xã hội trong nước và Bà Rịa Vũng Tàu cũng không nằm ngoài sự tác động này. Trong bối cảnh nhiều thách thức lẫn cơ hội đang xen, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 triệu tập 300 đại biểu chính thức. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 5, thông qua mục tiêu của nhiệm kỳ 2010-2015, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện đại vào năm 2015. Phát triển kinh tế gắn với yêu cầu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống nhân dân. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, an ninh trên Biển Đông diễn biến phức tạp. Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ được đại hội thông qua là nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc,
phát triển Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch. 348 đại biểu chính thức tham dự đại hội từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10 năm 2015. Đại hội có phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới. Năm cuối thập niên thứ hai của thế kỷ 21, thế giới có nhiều biến động về kinh tế, chính trị, xã hội. Đặc biệt cả thế giới, trong đó có Việt Nam, phải đối mặt với đại dịch nguy hiểm chưa từng có, khiến hàng triệu người chết, hàng chục triệu người lâm cảnh khó khăn chồng chất. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lần đầu tiên trong gần 30 năm thành lập, kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu tăng trưởng âm ở 6 tháng đầu năm 2020. Cơ hội nhiều và thách thức cũng lớn. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 chọn phương châm là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển. Đại hội diễn ra trong 3 ngày 23, 24, 25 tháng 9 với 347 đại biểu chính thức. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh vững chắc, nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân. Tiếp tục phát triển Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao là mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025. Và một mục tiêu quan trọng mà Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7 tập trung thực hiện là phấn đấu đến năm 2025, Bà Rịa Vũng Tàu trở thành địa phương top đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người.